thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế. Với điều kiện đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Đó là một trong những nội dung kiến nghị trong văn bản do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký, gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, về việc xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. Văn bản nêu, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên với điều kiện đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng, do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. Quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đang dự thảo và chỉnh sửa. Theo văn bản dự thảo mới nhất, việc đánh giá nguy cơ của tỉnh, thành phố sẽ căn cứ trên các chỉ số. Trong đó chỉ số bắt buộc, gồm ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, có oxy y tế, và 100% các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, bảo đảm tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu, ICU, trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ 4 tại các cơ sở y tế của tỉnh, thành phố. Mặt khác, các chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trên tuần và tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Dựa theo hai chỉ số này, sẽ phân nguy cơ dịch của các tỉnh, thành phố theo 4 cấp: cấp 1 nguy cơ thấp, bình thường mới; cấp 2 nguy cơ trung bình; cấp 3 nguy cơ cao; và cấp 4 nguy cơ rất cao. Tương ứng với từng cấp nguy cơ, sẽ được áp dụng các biện pháp hành chính, y tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Cụ thể, các biện pháp hành chính quy định số lượng người tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giáo dục, đào tạo, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao, tham quan du lịch, các sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các công sở, cơ quan, công ty, xí nghiệp, văn phòng, nhà máy, nhà xưởng, phải đảm bảo phòng chống dịch COVID. Biện pháp y tế quy định việc xét nghiệm, truy vết, ưu tiêm vaccine, cách ly, điều trị theo từng mức nguy cơ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, nếu áp các chỉ số này vào để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm nhóm nguy cơ 3 hoặc 4. Như vậy, các biện pháp được áp dụng sẽ rất hạn chế và việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ gặp khó khăn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, tham vấn ý kiến chuyên gia, người dân. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ nới dần từng bước theo lộ trình, trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ được bảo vệ của người dân, căn cứ hai trụ cột là tốc độ tiêm vaccine và an toàn hệ thống y tế theo 3 giai đoạn, địa bàn. Giai đoạn thí điểm từ 16 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2021, giai đoạn 1 dự kiến từ 1 tháng 10 năm 2021 đến 31 tháng 10 năm 2021, giai đoạn 2 dự kiến từ 1 tháng 11 năm 2021 đến 15 tháng 1 năm 2022, và giai đoạn 3 dự kiến sau 15 tháng 1 năm 2022. Theo kế hoạch này, lộ trình mở cửa nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc nhiều vào mức độ và khuyến nghị của ngành y tế về diễn biến dịch để có những điều chỉnh nới lỏng hoặc thắt chặt hơn. Thành phố chú trọng đến chính sách đặc thù cho người có thẻ xanh COVID. Quan điểm của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần tiêm ít nhất một mũi vaccine, đối với vaccine phải tiêm 2 mũi và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm, hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly sẽ đủ điều kiện có thẻ xanh COVID. Thành phố cũng có kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, đảm bảo các vấn đề xã hội cho người dân.